Anh tên là gì nhỉ? Trần Đức Long hả? Trần Hắc Long. À, Trần Hắc Long. Dạ. À, năm nay bao nhiêu tuổi? Giấy 56 rồi. Ừ, 52 tuổi rồi. 52 tuổi. Dạ. À, mời chị đứng vô luôn. À, chị. Đây, đứng vô đây luôn. À, đấy. Đấy rồi, hai anh chị về đây ở lâu chưa? Dạ, lâu rồi. À, hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi. Thì gia đình làm gì? Gia đình làm củi, làm cá. Ừ, vậy hả? Rồi anh bị bệnh gì hả? Dạ, bệnh tim. À, tim mà phải đặt ống stent. À, dạ. Bao nhiêu ống? Hai cộng rồi. À, hai ống rồi. Ừ. Dạ. Hết bao nhiêu tiền? Dạ, cũng dây trước 22, dây sau 23. Bao nhiêu triệu tất cả? Nó thấy hả? Tức lợi, còn lợi... chia hai thằng tức là đầu triệu. Tiên á hai mười một triệu lại dây trước rồi dây sau còn lại 17 triệu. Hai dây ba mấy triệu. Thì hiện tại bây giờ mua bảo hiểm thì hết bảo hiểm được không? Hết rồi. À, mua không được. À, nên mua hết nhà. Nên là bây giờ thì bệnh thì tương đối nó ổn rồi nhưng mà vẫn phải theo dõi thường xuyên. Phải đi bệnh viện thường xuyên. Sao đêm không à cha ơi. Nên cần có cái bảo hiểm. Mà cả gia đình mua cái bảo hiểm hết thì với người với bán ha. Không có tiền mua nữa. Nên xin hội bác ái Francisco cũng như các ân nhân giúp cho anh chị Long với lại gia đình có cái bảo hiểm, đặc biệt là anh ấy có cái bảo hiểm để đi bệnh viện. Và dạ, cái số người tất cả là bao nhiêu người? Nó thấy ba đứa con, hai chồng, năm người. À, năm người. Mỗi người cái bảo hiểm bây giờ là 621.000 thì phải. Thì cũng xin quý ân nhân giúp cho gia đình của anh Long rất là khó khăn, đặc biệt là bệnh tật, có được tiền mua cái bảo hiểm, cũng như là có được một ít tiền để đi khám bệnh thường xuyên. Mặc dù có bảo hiểm nhưng mà cũng phải có tiền. Phải không? Rồi cầu chúc cho anh Long được khỏe mạnh nhé. Rồi,